Kênh Giá Thanh Long xin chào đón quý bà con yêu mến kênh. Quý bà con hãy tặng kênh một like và một đăng ký. Chúc quý bà con cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Giá Thanh Long không ổn định và lên xuống thất thường, nên quý bà con đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để nhận được những bản tin nhanh nhất trên thị trường. Tùy theo chất lượng hàng, tùy theo chất lượng trái mà giá có thể chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn nhé bà con. Còn tùy thuộc vào đoạn đường vận chuyển xa hay gần và tùy thuộc vào vườn, vào lái mà giá sẽ có sự chênh lệch khác nhau. Thanh Long, chuột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vựa, vỏ vít 15.000 đồng một ký, vỏ đẹp 14.000, 13.000, 12.000 đồng một ký, vỏ sàn 12.000, 11.000, 10.000 đồng một ký, hàng dạt có mức giá từ 3.000 đến 4.000 đồng một ký. Thanh Long, chuột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa có mức giá từ 38.000 cho đến 39.000 đồng một ký. Giá Thanh Long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa và tùy thuộc theo từng thương lái. Thanh Long luột đỏ miền Tây về vựa loại 1 44.000 đồng một ký, loại 2 39.000 đồng một ký, loại 3 33.000 đồng một ký, loại 4 24.000 đồng một ký, loại 5 17.000 đồng một ký. Luột trắng miền Tây thương lái mua xô từ 13.000 đến 15.000 đồng một ký. Giá Thanh Long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa và tùy thuộc theo từng thương lái. Riêng khu vực Tiền Giang, giá Thanh Long luột đỏ luôn có giá mức thấp hơn từ 1 đến 2 ngàn so với các tỉnh miền Tây còn lại. Theo đó, loại 1 42.000 đồng một ký, loại 2 37.000 đồng một ký, loại 3 30.000 đồng một ký, loại 4 22.000 đồng một ký. Giá Thanh Long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa và tùy thuộc theo từng thương lái. Cảm ơn quý bà con đã cùng lắng nghe và đồng hành cùng kênh Giá Thanh Long. Quý bà con hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để trao đổi về giá cả Thanh Long cũng như các loại nông sản khác. Một lần nữa xin cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.